Ồ, bên này nè. Rồi cái này, còn cái này là chùm tóc. Cái khuyên giống như là cái mũi dao vậy. Này là lùm. 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 Bị té, té, té. Có nghĩa là lúc bà đi nương gãy á, bà bị té rồi bị cấn vô đá đó không? Bà lùm. Bị lùm. Ngày hôm nay thì mình và anh Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngọn đèo, đó gọi là ngọn đèo 15 tầng mọi người. Và vừa mới đi qua khỏi ngọn đèo thì có theo chân một bà lão là người dân tộc Dao. Và bà đang đi hái rau rừng để tạo ra cái bữa ăn hàng ngày của mình. Và bà đã... năm nay bao nhiêu tuổi? Mình hai con à. Mình cái hai này con. Cái tức chiên hàng à. 70 tuổi rồi bà. 79 tuổi hả? Ồ, 79 tuổi nha mọi người. Nhưng mà nhìn dáng vóc khá là khỏe. Bây giờ là bà đi đâu? Ấp Phạm Mu là đi... Hai rau. Đây, cho tụi con đi theo với nha. Dạ, dạ, mời bà. Mời bà đi đi. Tụi con đi theo để coi thử cái cuộc sống của bà. Alo, anh em mình là mang vớ, mang giày. Còn bà thì... chân không. Đôi chân của bà nhìn khá là khỏe ha. 79 tuổi nha mọi người. Thông tin với lại cô bác quý anh chị, sau lưng của bà là cái gùi. Cái gùi dùng để hái rau, bỏ vô đó và hái bắp luôn á. Hái rau. Anh Hồ biết rau gì đây không? Không, anh không gành lắm. Đây là ăn hả? Ăn. Kinh à. Kinh. À kinh là ăn á. À vậy là bà là nói tiếng cái ngôn ngữ rất là giống với tiếng của Thái với tiếng Lào. Anh này kinh. 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 Ăn là kinh. À, kinh khảo là ăn cơm. Kinh khảo là ăn cơm nha mọi người. Cây rau thật ra thì nó trơ trụi hết à. Mà gọi là rau thì phải là thân cỏ, nhưng mà ở đây là thân gỗ. Thật mu. Cái này làm gì anh? Con lợn. Cho lợn ăn hả? Cho heo ấy. À, chứ phải là người. Hái chưa? Bà không biết. Bà không biết. Bà không biết nói tiếng Kinh. Bà không biết. Thôi, đây. Còn rau đây nhà bà luôn hả? Phát cạt. Không biết. cái này có thể là hái được không? Mấy bữa con thấy là người ta bán ngôi chợ này. Con lá gừng. Lá rừng. Rồi, còn cây này nữa ha. Thôi đi hái tiếp với bà đi Phong. Này nướng bà. Hả? Đây. Đi. Lại ơi. Mò. Tô mò. Tô mò. Tô mò. Mò mò lặng à. Mò lặng à. Mò ở nơi này. Bà này. Thực ra ngôn ngữ là một cái rào cản rất lớn đối với hai anh em mình khi mà giao tiếp với bà. Bà là người dân tộc Dao. Dân tộc Dao. Dạ. Nhìn bà đẹp quá. Đẹp lão á. Bà thì có một cái khoen ở tay. Cái khoen tay. Đây, cái khoen ở tay của bà. Cho con coi thử nha. Bên này nè. Rồi cái này, còn cái này là chùm tóc. Cái khoen giống như là cái mũi dao vậy. Này là lùm. 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 Bị té, té, té. Lùm. Có nghĩa là lúc bà đi nương gãy á, bà bị té rồi bị cấn vô đá đó không? Bà lùm. Bị lùm. Em ơi, lên đây với anh với. Dịch giùm tụi anh với. Đây em có học tiếng Kinh đó. Con trai biết là nói chuyện không? Bà, cái tay mình có hiểu mà. Sai.
Chiều mù say. Chiều mù say. Dạ. Rau này, con hỏi bà rau này là rau gì á? Rau đổ. Rau đổ. À, cái rau mà bà hái á, là rau gì đó? Con hỏi bà bằng tiếng Dao đi. Con lay coi nha. Mới rồi nha. Lay chai đó. Chắc đó. Con coi. Lay con nhưng mà. Rau như vậy. Mới con mới cái chê à? Ừ. Con cái chê mới hiểu. Bà nói gì vậy con? Bà bảo là nói tiếng Kinh không biết. Ừ. Con sẽ dịch tiếng Kinh cho bà. Nha. À, con hỏi với bà là cái đầu của ba bị gì? Quay gọc quay chưa ạ? Đợp. Đợp. Đợp là... bảo là ngã. Ngã. Rồi bà con cháu bà nhiều không? Có mấy cháu con đó. Mai có cơ mà mua cho con hóa sao nhá. Con hóa? Ờ. Bà bảo là nhiều. Nhiều. Ừ. 90 người đó. 90 người con luôn. Ừ. Ờ, hỏi bà là bây giờ đi hái rau á cho lợn ăn rồi còn làm gì nữa không? Cô này thì mình thì đã mình cái lai bút chủ nhà để chờ nhiều người phai. Bà bảo là không làm. Không làm. Ờ, chiều nay là bà làm công việc gì? Cũng mình chào không được béo mặn cái miếng cái na cái ạt mình. Không cái bà bảo là chiều nay chị cái a từng nhiên lấy sao lấy à bà nói là chiều nay bà lấy rau cho lợn ăn thôi. Ừ. À. nhà bà có bao nhiêu con bò con trâu? Không có trâu chỉ có bò. Con hỏi bà đi, con hỏi bà đi. À vậy là biết nhà bà rồi. Rành quá rồi. Có miệng ta hỏi. Đi con cơ béo mà chết tình ngu. Hỏi bà nhà bà nhiều tiền hay sao mà bà chịu khó dữ hả? Ừ, chùm chịu khó luôn nè. Đây là cái gùi ha mọi người. Và bà con ở khu vực Đông Bắc Tây Bắc á thì hay mang theo cái gùi để đi rẫy cho nó dễ. Hôm nay thì có dịp đi dọc đường vậy cũng trò chuyện với bà cũng khá thú vị ha anh Hồ. Con hỏi bà coi bà có lạnh không? Chưa như phai. Chưa. Bà bảo là lạnh. Ờ, sao bà không mặc áo ấm? Mình tôi cái này cổ mình tôi hỏi nè. Con hỏi bà sao? Là bữa nay có cả mấy súng chú lười gồm. Mà anh sẽ lười gồm. Bà nói sao? Bà bảo là... Cũng mài. Không có. Không có áo ấm? Thiệt ra không chỉ là những cái bạn nhỏ mà kể cả những cái người lớn tuổi á. Thì giờ ở cái vùng cao này khá là thiếu áo ấm. Và mình nghĩ rằng là nếu mà có dịp lên trên này á, mọi người có những cái đồ cũ có thể mang lại đây tặng cho bà. Bà nói gì con? Bà bảo là mà có hả? Có mài chỗ có mà lừa. Có này. Có này. Bà bảo sao? Bà bảo là không có áo ấm. Không có áo ấm. Vậy là mình mặc tới mấy lớp luôn nè. Đó, 3 lớp. Một lớp, hai lớp, ba lớp. Chân của mình như Phong nói á, thì phải trùm rất là kín. Còn bà thì phải đi chân không. Và ngay cả... Con tên gì? Tôn. Hả? Tôn. Tôn. 13 tuổi mọi người. Chỉ mang một cái đôi dép tổ ong như thế này thôi. Con Tôn có lạnh không? Con đi đến nơi chú tổ. Sao con không mặc nhiều áo ấm vô? Bà thị trấn. Bà nói sao? Mà son sứ. Nếu mà có một cái chê. Bà nói sao? Bà bảo là đi thị trấn. Đi gì? Thị trấn. Đi thị trấn. Đi thị trấn mua. Chắc là phải đi thị trấn. Thị trấn đi học. Cái vị trí địa lý thông tin với mọi người á. Một là khó khăn về điều kiện kinh tế á. Hai là cái vị trí địa lý so với chợ thì rất là xa. Mà để mà sắm được một cái áo ấm đối với bà, cụ ở đây cũng như là đối với em Tôn 13 tuổi đây là cả một cái vấn đề. Ở đây thì cái việc mà di chuyển bằng xe gắn máy á, thì rất là khó luôn. Và chỉ lội bộ qua những cái nương, cái đồi như thế này thôi. Và cái công việc chính hàng ngày của bà với lại Tôn cũng như những gia đình dân tộc ở đây và đặc biệt là người Dao
thì sử dụng là những cái tự cung tự cấp hết nè, như là đây là những cái ruộng ngô nè, những cái rau này là phải trồng. Con rau này là rau gì á? Lai con biết. Con hỏi bà coi. Lai chài à? Lai chài. À, lai chài. Nói tiếng Giao là lai chài. Nói tiếng Giao là lai chài. Ăn sống được không? Giao đó mình ăn sống được không? Con. Nhớ nhà tụ nha. Tụ. Bà bảo là ăn được. Ăn được. À, càng hộ tới nhà tụ. Bà bảo là lấy xuống nước nóng xong là ăn được. Lấy gì? Lấy xuống nước nóng. Lấy đẩy vô nước nóng hả? Là ăn được. Con có thích được áo ấm không? Toàn có thích được áo ấm không? Con ơi. Con trả lời cho chú nghe. Hả? Con chê thì con gì? Con cái chê à? Thì con có ở chỗ đâu lưu gồm như phai. Ồ. Con hả? Nhi cứ lại không có chỗ lưu gồm như phai nào. Mày, nhi con có ở chỗ lưu gồm như phai. Con trao đổi gì với bà đó? Nó xấu gì mấy chú hả? Con nói gì với bà? Con bảo là... Nói đi bà, không hiểu tiếng Kinh đâu. Bà không hiểu tiếng Kinh đâu. Bà con bảo là con có thích áo ấm không? Ừ. Con nói là sao? Con thích. Con đi. Con thích không? Ở đây thì cái trường của con ở đâu? Nội trú. Nội trú. Con trường con cách xa đây nhiều không? 15 cây. 15 cây. Con đi đến trường bằng gì? Xe máy. Xe đạp ha. Xe máy. Ai đưa con đi học? Bố mẹ đưa đi học ha. Bố mẹ con đâu? Bố mẹ. Vậy tí nữa mình lấy số điện thoại bố mẹ đi. Mình sẽ có cách mình hỗ trợ cho bạn cái bộ đồ ha. Chú sẽ tìm cách để cho tặng cho con cái áo ấm nha. Con thích không? Để mình đo cái size của của cháu. Mình cứ nói tuổi là được rồi. 11 tuổi. Anh chú phải đo chứ giờ sợ nó không ấy quá ha anh Hồ. Ok. 11 tuổi ha. Em đo thử bao nhiêu gram ha? 1 2 gram. Thì mình lọng rộng tí ha, 2 gram rưỡi. 1 nha. 2 gram xi một xăng nữa. Để về đo. Rồi chú sẽ lấy số điện thoại của ba con ha. Rồi chú tặng cho con cái áo. Con học ở bên thị trấn không? Trường nào? Trường dân tộc nội trú hả? Rồi khi nào con đi học? Dạ. Con lên trường thứ hai hả? Mình ở tối thứ hai mà lo gì anh Hồ? Vậy thì con xin con hỏi tên của con là tên là gì bên này? Chào A Ton. Lớp nào? Lớp 6B. Chào A Ton. 6B trường gì con? Trường nội trú. Trường trung học cơ sở. Trung học cơ sở. Nội trú gì? Nội trú tên gì không? Bảo Lạc không? Có. Mình sẽ liên hệ lại cho gia đình. Tại vì hôm nay thì mấy anh em mình đang đi dọc đường. Rồi bắt gặp hình ảnh của một bà lão leo trên này hai thuốc. Cho nên là cũng dừng lại cho chuyện một xíu. Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà các bạn nhỏ ở đây đang gặp phải. Đó là thiếu áo ấm dữ lắm. Thì mấy anh em mình sẽ tìm cách hỗ trợ ha. Rồi ok. Bye.